Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh Điều đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay đang gặp được các bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Olympianus Và chiếc này chúng ta thì sẽ có thiết kế lịch Sun Moon à, Nếu như lịch Sun Moon của nhà Oren thì họ làm theo kiểu lịch xoay Thì với nhà Olympianus họ làm theo một cái lịch Sun Moon có giá thành tốt hơn Với bộ lịch Sun Moon được in hình ở đây Và chúng ta sẽ có nửa bên trên là mặt trời và nửa bên dưới là trăng và sao các bác nhé à, thiết kế hôm nay sẽ rất là nổi bật với mặt số bên trong chúng ta sẽ có chức năng open hát lộ máy ở góc 9 giờ cho anh em quan sát chuyển động của máy bên trong À, một cái điểm đặc biệt nữa là em này sẽ có bộ kính được làm với kính dạng vòng cong rất cao và đẹp à, chất liệu kính của em này sẽ là kính uh, sapphire các bác nhá một trong những option rất rất tuyệt vời của thương hiệu Olympianus ở cái phân khúc giá rẻ này à, một chiếc hồ đi full box và có mức giá bán cực kỳ tốt trước khi đến hơn với chiếc đồng hồ đồ đồ trong video ngày hôm nay thì sẽ mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi vì có đăng ký kênh ở phía dưới video ấn của chú bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới youtube sẽ có thể thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào về cung cấp nhé không mất nhiều dạng anh em nữa chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc Olympianus trong video đồng hồ ngày hôm nay chiếc Olympianus hôm sau này em bác làm chiếc hàng nếu full box đầy đủ hộp sổ thẻ và các phụ kiện đi kèm cho anh em à, nói thật thì với chiếc đầu này chúng ta sẽ có thiết kế cảm giác nó khá cổ điển với phần kính vòng cong đây kính vòng cong nổi cao rất là đẹp và chất liệu kính là kính sapphire à, bộ kim của chúng ta thì sẽ là dạng kim mắt ngỗng cọc số dạng vạch thiết kế trẻ trung năng động với chức năng open hát lộ máy góc 9 giờ ngay bên trên là chúng ta có chức năng lịch sanamun thấp vỏ vào dây trước đồng này chúng ta sẽ làm hoàn toàn được chất liệu thép không kỳ 36 l và anh em hiện chúng ta sử dụng bộ dây thép đúc và bấm hai bên và đáy sao hở máy giúp anh em quan sát chuyển động máy trong À, hàng sản phẩm Olympus thì bên em nhập trực tiếp từ nhà phân phối Trường Hoan của thương hiệu này. Đấy, cho nên là vẫn có cái tem chống hàng giả của bộ ngang ở phần tay máy ấy, anh em nhé. Và lưu ý với anh em là tất cả các sản phẩm của hãng Olympus bên em đều lấy từ Trường Hoan cả. Cho nên về cái chất lượng về thì các bác hoàn toàn yên tâm. Luôn luôn là hàng chính hãng mới 100% và cam kết đền gấp 10 cho bác nếu phát hiện hàng fake. À, trước đầu ngày chúng ta thì à, khi mà cầm trên tay thì cảm giác về trọng lượng của em này thì nó khá là nhẹ nhàng thôi với cái bộ dây chúng ta được làm dạng dây năm mắt này thì trọng lượng đồng hồ nó sẽ không quá nặng đeo trên tay thì khá là dễ dàng à, tiếp theo nữa thì em này thì sẽ sử dụng thiết kế đẹp với thiết kế kim xanh mặt trắng vô cùng nổi bật và tinh tế à, có chức năng uh, lịch oren uh, có chức năng lịch sun and moon rất là nổi bật và ở đây chúng ta sẽ có thêm chức năng open hát lộ máy để khoe bộ máy bên trong À, sai mặt của này cũng là một cái sai mặt rất đẹp với sai mặt chỉ là khoảng 40 mm và độ dài mặt số của em này tính cả phần kính vòng cong thì nó sẽ là 12. Chính vì vậy thì với chu vi của tay khoảng tầm từ 15.5 cm trở lên thì anh em thể đeo rất đẹp chiếc đồng này trên tay. Đó, thực sự là Olympus thì nó có những option rất là hay về thiết kế thân vỏ, mặt số cũng là kích thước. Đó. Những sản phẩm của hãng này thường có kích thước rất đẹp và dễ đeo với anh em ở thị trường Hà Đông và nói chung và thị trường đồng hồ Việt Nam chúng ta nói riêng. À, một chiếc đồng hồ đẹp phải nói một dùng từ như vậy màu sắc khá là trang nhã và tinh tế giá bán rất là dễ chịu như chiếc này thì bên em hiện tại đang có sẵn phụ bác với mức giá chỉ là 5, ,5 triệu 500 000 đồng thôi phải mà nói là mức giá rất rất tuyệt vời cho chiếc Olympus Sun Moon này đó là về ngoại hình cơ bản cũng như là về giá bán chúng ta sẽ kỹ hơn với mặt số của em này thì đầu tiên là mặt số cái này chúng ta sẽ làm mặt màu trắng và trắng ở đây chúng ta sẽ có màu số kiểu mặt trắng sứ các bác nhá nhìn rất là sáng và đẹp ở đây, đấy chúng ta sẽ có bộ kim và cọc số được mạ PVD màu xanh. Ở đây chúng ta sẽ có màu xanh dương ở cái phần à, các cọc số bên ngoài và màu xanh dương. Đấy, bên trong chúng ta sẽ có kiểu mặt mà, kiểu cái bộ kim thì chúng ta sẽ có màu xanh nó cũng là màu xanh blue nhưng mà cái màu xanh nó khác hơn một chút. Đấy cái màu xanh này em cũng chưa hình dung là được nó là màu xanh gì nhưng mà các bác nhìn thấy là sự có bất rất là rõ rệt ở phần kim và cọc số về cái màu sắc này à, uh, logo của hãng thì vẫn sẽ để góc 3 giờ quen thuộc với uh, logo hình khiên có chữ op bên dưới là tên nhà sản xuất olympianus uh, chúng ta sẽ có kính sapphire và máy automatic tức là máy cơ tự động lên cót Ờ, phía dưới góc 9 giờ này chúng ta sẽ có chức năng open uh, hát lộ máy anh em nhìn thấy cái chức năng này được làm rất là đẹp bên trên là chức năng lịch 24 giờ và đây chúng ta sẽ có được là nửa bên trên là mặt trời và nửa bên dưới là trăng và sao điều này thì hiển thị là với mặt trời chúng ta sẽ giờ ban ngày và mặt uh, bên dưới là chúng ta giờ ban đêm và anh em thấy cái kim xăng này cái kim ở lịch sun nó đang chỉ vào buổi tối đây cho nên là nhìn vào một số anh em biết đây là đang khoảng 10 giờ à, 17 phút buổi tối đó với dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ dùng chữ Japan Movement thì với nhà sản xuất uh, Olympus thì họ sẽ mua máy thương mại của nhà Seiko Epson đấy cho nên là nó sẽ có dòng chữ Japan tức là máy của Nhật Bản các bác nhé bộ kim mắt ngỗng cũng khá là đẹp kim dây thanh mảnh cho một mà với kim uh, với cái đồ đồng hồ cơ nó rất là quen thuộc rồi kim giờ kim phút được làm rất là đẹp đấy à, kim mắt ngỗng đậm chất cổ điển và nhìn rất là xa kính và này sẽ là kính sapphire và các bác sẽ nhìn thấy là nó sẽ làm dạng kính nổi cao lên như này đấy, rất là đẹp tạo cái ánh sáng khá là hay nhìn rất là trong trẻo và bắt mắt đó kính vòng cam nữa bao giờ nó tạo nên cái nét cổ điển nó cho chiếc hồ chúng ta thêm một bộ kim một góc nữa nhìn em này khá là hay và đeo cũng rất là ổn áp à, nhưng mà giờ bên ngoài chúng ta sẽ hoàn thiện với phay bóng các bác nhìn thấy hoàn thiện của nhà Olympus về cái phần thân vỏ thì em đánh giá rất là cao một trong những hãng đồng hồ giá rẻ mà có độ hoàn thiện phải nói là không kém cạnh gì những cái thương hiệu đồng hồ lớn đấy các bác nhá ở đây chúng ta sẽ có được là đánh bóng toàn bộ mặt trên cạnh bên chúng ta sẽ được thiết kế càng cong vào đeo ông tay và được hoàn thiện với phần phay trước rất đẹp ở à bên này chúng ta sẽ có núm chỉnh và cái núm này cũng có sẽ có logo của OP phần núm cho giúp anh em chỉnh giờ lên có tay à, đồng hồ nó không có lịch cho nên là chúng ta chỉ có hai chức năng này thôi à, bộ dây đi kèm với chiếc này chúng ta bộ dây thép không gỉ đục đặc và đây chúng ta sẽ có năm mắt dây ba mắt đánh phía trước và hai mắt đánh phía bóng ở thiết kế đờ mi mà những mét mềm mại tinh tế cái dây nhiều mắt này thì đeo sẽ thoáng khí thoáng một tay tốt ở thứ nhất và mắt dây này đeo ôm tay và đặc biệt là với dây nhiều mắt thì cái trọng lượng đồng hồ bao giờ nó sẽ nhẹ hơn khá là nhiều so với dây ba mắt được làm từ thép đúc À, khóa chúng ta là một chiếc khóa được làm một thép không gỉ stainless steel đây và chúng ta sẽ có được là khóa bấm hai bên vô cùng tiện dụng khóa này đóng lại tạo thành một tổng thể liền mạch và đây chúng ta sẽ có được là à, khi mà anh em mua có thể cân đối mắt ra hai bên để không lo bị đeo bên ngắn bên dài và anh em lưu ý một chút là phần đuôi khóa này bên trong này chúng ta sẽ có logo của hãng nha logo của OP đó đặc điểm rất là hay Hãy nói về ngoại hình cơ bản trước hôm này thì nó vừa mang cái nét cổ điển vừa mang cái nét hiện đại và tinh tế về kích thước thì chúng ta sẽ đo để xem là cái sai mặt của chiếc đồng này nó sẽ làm được khoảng bao nhiêu chiếc này thì nó sẽ có sai mặt khoảng 41mm và độ dài mặt số của em này ta sẽ có độ dài nó tính ở phần kính vòng cong rơi tầm khoảng 12,5 và lắc to lắc của chiếc này chúng ta sẽ có là khoảng 47,4 sai mặt 41 thì em này thì nếu mà để đeo đẹp thì anh em nên có tay khoảng tầm 16cm tuy nhiên với cái lắc tô lắc 47,4 như này thì anh em có thể đeo với tay khoảng 15.7, 15.8 cũng được đó ví dụ tay của em là 15.8 này, thì em lên tay cho các bác đeo thử này. Đấy, để các bác ngắm đấy thì các bác sẽ thấy là với tay 15.8 thì cái càng nó vừa rộng, vừa bằng cái độ rộng của tay của em. Và đồng hồ cũng không quá to trên tay đâu các bác nhé, có thể đeo được. Đấy, tay khoảng 15.7, 15.8 các bác có thể chơi tốt. Nhưng mà tay 15.5 thì em nghĩ các bác đeo sẽ hơi to một chút trên cổ tay. Đó, Thế nên lưu ý các bác một chút tay cái này cũng phải lên quanh 16 nhé. Với em chiếc đồng hồ thiết kế tông màu trang nhã lịch lãm như này, anh em về mọi lứa tuổi chúng ta đều có thể đeo được với chiếc đồng hồ này thôi, không phải quá lăn tăn. Đó, tông màu trắng xanh rất đẹp à, về mặt sau đồng hồ chúng ta sẽ thiết kế đáy hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong thì ở trên con đáy máy này chúng ta sẽ ngay chính giữa là cái tem chống hàng giả của bộ ngan đó đây là hàng bên em lấy của trường hoan về cho nên là vẫn còn cái tem này ở bên ngoài chúng ta sẽ có các thông tin như là máy automatic tích tức là máy cơ tự động tích cốt này thuộc dòng sản phẩm 9914 agn và đây chúng ta sẽ có thân vỏ làm thép công kỳ đó à japan mùa thì anh em đã giải thích tại sao lại có dòng chữ này và kính sapphire ở bên trong thì chúng ta sẽ có được là con vang được làm ở vàng gold. Đấy, bộ máy thương mại của nhà sở của Cái bộ máy này thì... À, bộ máy này của chúng ta là máy NH39 các bác nhé. Máy NH39 thì nó sẽ có những cái option khá là ngang ngửa của máy 4R39. Đó, chức năng Open H và chức năng lịch 24 giờ Đó, À, bộ máy trong được hoàn thiện vân thớ sắc nét và đẹp nói chung là về máy móc của Olympus sẽ bác hoàn toàn yên tâm máy thương mại của nhà Option cho nên là về chất lượng thì nó là một cái bộ máy rất tốt tuy là về cấu hình nó có thể ngang ngửa với máy 4 cơ 39 nhưng mà giá thành rẻ hơn và chúng ta có thể thấy là được trang bị trên cái bộ máy như này thì cũng rất là ngon lành thôi Đấy, ngon bổ rẻ đó là những gì mà chúng ta ấn tượng với nhà sản xuất Olympus này ở bộ máy chúng ta đầy đủ chức năng automatic tức là lên có tự động lên có tay thì anh em sẽ để điều chỉnh ở bạn người chỉ kim hồ lên anh em sẽ lên có tay được chỉnh giờ chúng ta sẽ mở cái núm này ra kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát từng giây anh em lưu ý một chút là chúng ta sẽ chỉnh giờ sáng tối thông qua lịch sun moon này nhé và nếu mà anh em muốn chỉnh sang giờ buổi tối này 12 giờ đêm thì anh em thấy là cái kim nó sẽ nằm chính giữa của lịch trăng và sao này còn nó sau về dần về ban ngày thì nó sẽ chuyển sang cái lịch mặt trời Đấy. ví dụ đây là chúng ta sẽ có mức 10 giờ sáng này anh em thấy là cái kim xăng thì nó sẽ cái kim xanh này thì nó sẽ chỉ vào ông mặt trời. Chỉnh sửa xong anh em đóng đúng lại thì kim, uh, kim dây chạy bình thường. Mức trong nước em này là 30 m, một mức trong nước cơ bản của đồng hồ cơ thì uh, các động thường ngày anh em có thể mang hồ đi như là đi mưa rửa tay thôi. Lưu ý là không mang hồ chúng ta đi bơi tắm tắm lạnh mà tắm sông hơi. Với mức giá bán cực kỳ dễ chịu là 5 triệu 500 000 đồng nếu anh em bất thích chiếc này có thể đặt hàng với lại bên em thông qua số điện thoại để phím châm hình hoặc các thông tin liên hệ em để đủ hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện hoặc nhắn tin, em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc Olympus này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.